tội nghiệp anh công an nha mọi người, không phải là nóng tính đâu, đang lễ mà mọi người càng thì cũng đúng, cho vô đi thì biết, vô gần hồ quay đầu cũng được rồi hả, chứ giờ mấy anh cản hết được rồi, mấy anh mấy cô cản hết được rồi, đây là có heo thấy rõ ràng, không phải là mấy anh nóng tính đâu, mà nha nói một lần mà mọi người thấy cứ vào hoài. Chạy nè. Mọi người biết cái lễ của thầy lúc nào cũng vậy mà, cái gì cũng có lý do của nó hết, chứ không phải tự nhiên người ta nổi tánh. Ừ, vô đi, nó vô. Anh nói, đó, anh công an nói đúng á, cho vô đó. Thì gán chợ một tiếng hồ xe lễ xong rồi vô. Người ta cho chị vô đó, càng đi. Vô hướng bên đây càng thì về nhà rồi biết lâu mà càng. Cũng thứ gì đi lễ mà ham càng quá trời. Bữa nay ai càng là về rồi thấy cảnh rồi đó. Tỉnh lên tới giờ mấy người kẹt xe không à. Nếu chấp nhận đi mà về thì thôi đừng có đi dự lễ. Heo lần đầu tiên đến đây mọi người à, nãy heo nói rồi à, 5 giờ là đoàn xe nó sẽ tới cửa thầy à, bữa nay là 5 giờ 12 phút, 5 giờ 12 phút xe mới tới cửa thầy. Không phải mấy anh nói mà cho vào đi cho biết. Đó người ta nói lễ xe đang diễu hành đó mà càng nữa nãy không. Mấy người lì quá chết hết, cho bớt đi cho chặt đất. Không giữ mà lì. Heo không phải tạo khẩu nghiệp đâu mọi người, mà do heo thấy rồi. Những người mà ngang tàn càng quá à. Chết thì bớt đi nè. Thấy không? Heo đâu có muốn khẩu nghiệp đâu. Nếu mà kêu trời mưa thì mọi người kêu là tại sao mưa cho bà con ở không được. Hồi sáng giờ mọi người thấy tình hình ở đây rồi đó. Càng quá trời. Vô đi. Nãy rồi không có. Trời ơi, chơi sumo giống như Trung Quốc là nắm tay nhau đi một bậy luôn rồi. Thế chừng mà nó buộc áo rồi giờ nó sức nó cũng sức nữa. Anh công an bị điển về mọi người. Mọi người gọi là điển mà tôi nó không có. Bị 18 vị La Hán vào anh văn phòng đó đó. Anh là đúng chứ không anh là sai đâu. Anh cản với anh mệt lắm rồi. Gặp tôi lấy bà toàn tôi quất vô cái đầu gói hết. Mà nếu heo ngành bước vậy thì sai làm. Nói là đánh dân. Thì bởi vì cũng khổ cho ảnh thôi, giờ đứng vậy đó chơi đi, khỏi canh. Coi đâu quay đi, coi ý thức của người dân của mình á, nó tệ cỡ nào. Ừ.
từ lớn cho tới nhỏ không biết về dạy con cháu làm sao, hỏi sao đất nước sao mà sánh dài với người ta được. Dạ đúng rồi chứ, bây giờ đâu phải công an nào hay là dân phòng nào người ta cũng vậy, cũng do người dân một phần, mà cũng do con cháu mình ra đường ngỗ nghịch sao người ta mới như vậy. Chứ nhiều người ta đâu có muốn cái nhiều khi tay mình thấy mắt mình thấy mình mới biết được. Năm nào mọi người cũng đã đi lễ biết rồi. Đàn áp cái gì? Rồi. Anh ấy mệt mỏi quá, anh ấy về vô nghỉ luôn rồi, đi luôn rồi. Chỉ một ngày đó mình chấp nhận đi lễ rồi mà. Ôi trời đó tụ tập đó. Đi chơi về lại lại tới ngay chỗ cổng chùa thôi. Đấy, cổng chùa thôi. Đấy, đi lại cổng chùa thôi. Đi lại cổng chùa. Chú ơi, đừng đừng đi. Lần nó gom mọi người lại lại luôn rồi. Đi theo cái ông này nha. Mọi người đi về. Anh công an 2K rồi, do gia La Hán điển về mạnh quá, anh buông tay, anh nói hồi để cho vô vô đi không cản nữa. Cản hết nổi rồi. Đây nè anh nè. Anh này nè, anh cầm cây ra, anh nóng mình cái lỗ tai anh đỏ. Không có làm mọi người, anh nói dạ muốn vô cho vô đi giờ. Là đáng mà mấy người có thở không nói, đừng có nói nha. Nè, con có làm gì cho bà ngoại nó nghe.